Nhắc đến Campuchia, người ta nghĩ ngay đến một đất nước của xứ sở chùa tháp, vì số lượng tháp chùa ở đây vượt xa tất cả mọi quốc gia khác. Thế nhưng ít ai biết rằng, đất nước này cũng có những điều độc đáo và thú vị có thể níu giữ bước chân du khách từ cả nét văn hóa ẩm thực. Tại Campuchia, phần lớn mọi gia đình đều có mắm bò hóc để ăn quanh năm. Đây là loại mắm được chế biến từ những con cá tốt nhất, mổ ruột, ướp muối, rồi để trong tủ đậy kín, vài tháng sau mới đem ra ăn. Có thể nói, đây là món ăn truyền thống được chế biến trong đời sống ẩm thực Campuchia. Mắm bò hóc chính là tổ tiên của mắm cá châu đốc Việt Nam. Loại mắm này có thể chế biến nên món bún nướng bò chóc, một món ăn bình dân nhưng cũng là đặc sản nổi tiếng của người Campuchia và cộng đồng người Khmer. Bát bún với màu vàng đặc trưng của nghệ, điểm xuyết bên trong là màu xanh của đậu đũa, làm nổi bật lên những lát cá lóc có màu trắng tươi ngon. Cùng nước lèo dậy mùi đặc trưng, thơm phức, làm cho thực khách không thể cưỡng lại được. Muốn làm được món bún nướng bò chóc Campuchia, đầu tiên bạn phải chuẩn bị phần mắm bò hóc ngon chính gốc Campuchia. Chọn cá cũng là một khâu khá quan trọng. Cá lóc ở đây phải là loại cá tươi to khoảng 3 kg. Để sau khi gỡ xương ra, miếng cá to, trắng, mượt, ngon và hấp dẫn. Bên cạnh đó là các gia vị, lá chuốt, củ sả, nghệ tươi, riềng, bột ngọt, đường. Đặc biệt là củ cải bún xay nhuyễn và trái chuốt lấy vỏ giã nát. Bún và các loại rau là những nguyên liệu không thể thiếu. Kế thừa bí quyết truyền thống từ người bà của mình là đời thứ 3 nối nghiệp từ mẹ. Bà Nguyễn Thị Điệp tự hào khi được thừa hưởng những công thức riêng trong cách chế biến món bún của gia đình. Khéo léo trong từng chi tiết, chăm chút đến từng miếng cá, những miếng phi lê ngon lành lần lượt được cắt ra qua đôi tay người đầu bếp. Nếu mà mình chọn cái cá thì mình phải lựa con cá to khoảng 3 kg đổ lại. Cái thịt nó thì nó vừa dai, khi mà mình đâm giả lên thì nó bong cái thịt ra. Cá sau khi đã được làm sạch cho vào nồi luộc chín. Đặc biệt nên để vào ít sả nguyên cây đập dập. Lá chuốt để khử đi mùi tanh của cá. Thi thoảng dùng đũa nhẹ nhàng trở qua lại để cá chín đều. Bên nồi nước sôi sùng sục, mùi sả lan tỏa thơm nức cả một vùng. Sau khoảng 30 phút luộc, khi thấy cá chín đều, nhẹ nhàng dùng giá phớt cá ra đĩa để nguội và tách xương thật kỹ. Tiếp theo, lần lượt cắt nhuyễn ngải bún. Riềng, vỏ trái chuốt,
nghe tươi và cho vào cối, sau đó giã nhuyễn. Cho tất cả phần cá đã tách xương vào cối đã chứa những gia vị vừa giã trước đó, dùng chay giã nhuyễn hỗn hợp. Điều làm nên đặc biệt ở đây là giã nhẹ nhàng, không phải đâm. Có như vậy, cá sau khi nấu sẽ bong lên và hòa quyện đều với các loại gia vị. Người thợ lành nghề khéo léo, vừa nhấn, vừa kéo, vừa trộn, cho đến khi cá nhuyễn và hòa quyện vào cùng các loại gia vị. Tiếp theo, cho một lượng vừa đủ mắm bò hóc vào một rổ lược đã để sẵn trên nồi nước luộc cá trước đó và rã mắm trong nước. Người đầu bếp lâu năm sẽ có cách phân chia của riêng mình, sao cho lượng mắm và lượng nước dùng cân đối, không để mắm có mùi nồng quá và nước dùng đặc quá sẽ không ngon. Lược thêm vài lần để lấy hết mắm. Bỏ phần xác mắm. Từ từ chế một ít nước dùng vào phần hỗn hợp cá và gia vị đã giã nhuyễn. Trộn đều. Và cho vào nồi nước dùng. Mọi công đoạn cho món nước dùng gần như hoàn tất. Bây giờ, chúng ta có thể nêm nếm thêm gia vị sao cho vừa ăn. Khuấy đều, rồi nêm lại một lần nữa là đã có ngay phần nước dùng vàng tươi, đặc sệt, thơm nức, đúng điệu như thế này. Khi mà mình nấu nước lèo thì quan trọng nhất là cái lượng cá của mình. Chứ mình không có cần mà dùng cái gia vị nhiều, thành ra nó không có ngon. Thì mình chỉ cần có cái lượng cá của mình á, mình lấy cả các nguyên khúc gì, cả xương, cả đồ để mình luộc. Mình luộc rồi khi để mình bóc cái xương ra, mình lấy cái độ ngọt của cái cá ở trong đó. Thì mình nấu lên thì nó mới có cái gia vị nó ngọt. Bởi vì những cái mà xương cá đồ á, khi mà mình luộc để mình lấy cái nước á, thì nó có cái độ đạm rất là nhiều. Ngoài việc khó khăn trong việc lựa chọn nguyên liệu vì chúng có nguồn gốc tận Campuchia, thì việc chế biến món bún nướng bò chóc cũng không làm khó người có niềm đam mê với ẩm thực. Với nồi nước dùng vàng tươi, nghi ngút khói, thơm lừng, chờ người cho ra tô. Chúng ta chỉ việc trụng bún cho vào tô, xếp một phần cá ở trên, thêm vào đó là đậu đũa, dưa leo, giá đỗ và rau gia vị. Nước lèo sôi sùng sục từ nồi sẽ được chan đầy lên tô bún. Chẳng mấy chốc, ta đã có một tô bún mắm bò hóc thơm ngon. Khi thưởng thức, bún được ăn kèm với các loại rau quen thuộc như bông điên điển, bắp chuối, rau muống, đậu đũa, dưa leo thái nhỏ, giá đỗ, bông súng và một chén nước chấm. Nhìn tô bún nghi ngút khói, đủ màu đẹp mắt, ngửi qua mùi thơm đặc trưng của mắm bò hóc. Rồi một đũa bún vào miệng, húp một muỗng nước lèo, cắn thêm miếng ớt, hòa quyện giữa nhiều loại gia vị. Bao nhiêu tinh túy của món mắm bò hóc như thấm vào từng sợi bún và từng muỗng nước lèo. Vị ngon như đánh thức mọi giác quan của thực khách. Còn khi ăn thì thấy quả thật là nó hợp với khẩu vị của mình. Hợp khẩu vị mình không bị tanh, bị ngọt. Vị ngọt nó nhiều và có rau, đặc biệt là rau đây rất là rau tươi, rất là ngon. Và thậm chí là cái rau này là mùa nước nổi với An Giang mới có. Mà ở đây ổng lại trồng được ở trên nhà, trên sân thượng, đem xuống mời khách mỗi dĩa một chút xíu vậy thôi. Tô điểm vậy thôi nhưng mà cái rau nó ăn rất là ngon. Mặc dù nó là rau quang, một cả lùm ở dưới An Giang khi mà mùa nước nổi. Vậy ở đây có nhiều cái để gây thiện cảm với khách hàng, do vậy mình mới chọn mình ăn. Nước chấm, một loại gia vị ăn kèm không kém phần quan trọng với món bún này.
Thế nhưng, chỉ cần với những nguyên liệu và thao tác đơn giản, tỏi được bào mỏng, hòa cùng ít nước lọc, đường, bột ngọt, nước mắm pha đều sao cho hỗn hợp hòa tan. Để món nước chấm được đặc sệt, thơm ngon, sau khi pha chế nên để qua một ngày, khi dùng sẽ là ngon nhất. Tùy vào sở thích của người dùng mà có thể thêm vào ít chanh, ớt hay đường cho vừa khẩu vị. Mình bán khách mà quen đông, rồi khách quen ăn mà ngon, người miệng, người truyền miệng đi, thì mình là chủ quán cũng rất là vui. Rất là vui khi mà khách đến mà đông. Cho nên tôi cũng ráng cố gắng để tôi giữ mà cái món bún này. Với những người mới nghe tên gọi sẽ rất e ngại mùi vị của mắm bò hóc mà không dám thưởng thức món ăn đầy hấp dẫn này. Nhưng khi ngửi mùi thơm của nước lèo thì sẽ không thể cưỡng lại được, bởi mùi vị của mắm bò hóc đã được ngải bún, xả và trái chút át đi. Các nguyên liệu đó hòa cùng với mắm bò hóc làm nên vị ngọt đậm đà, cái vị chua chua thanh thanh đặc trưng của món ăn, không chứa nhiều dầu mỡ và chất béo như các loại bún mì nấu từ thịt. Bên cạnh đó, càng ngon miệng hơn với đầu đũa giòn tan, ngó súng giòn xốp và các loại rau ăn kèm. Sự khéo léo trong pha trộn các nguyên liệu với nhau đã làm nên món ăn thơm ngon với hương vị rất đặc trưng của đất nước Chùa Tháp. Ngon và lành, món bún nướng bò chóc không chỉ níu giữ bước chân thực khách từ mùi vị mà còn cả về những thành phần dinh dưỡng của nó mang lại. Hủ tiếu thì xương, thịt, đồ này kia nó cũng ngán. Và ăn cái này thì nó cá nó cũng có dầu mỡ nhiều nên thử ra nó là nó cũng có tốt cho sức khỏe. Là hơn nữa ăn cái này nó nhờ có rau rác đồ này kia nó ăn nó đỡ ngán. Tại hồi bé, từ bé thì mẹ cho ăn nên là tới bây giờ nó giống như là nó ngấm vào người. Khoảng những năm 1970, bún mắm nướm bò chóc theo chân những người bản địa du nhập vào Sài Gòn. Với hương vị đặc trưng khác biệt, nó đã nhanh chóng được người Sài Gòn đón nhận nồng nhiệt cho đến tận ngày nay. Hấp dẫn từ màu sắc, quyến rũ từ mùi vị, đủ ngon và lành. Món bún chế biến từ những nguyên liệu được lựa chọn kỹ từ đôi bàn tay khéo léo của người đầu bếp. Có lẽ vì chính điều đó mà quán bún ngày càng thu hút và giữ chân được nhiều du khách.